Chan với chua gì? Hôm nay nha, không hết nha. Trời, cái này sống chưa ngoan nên mấy độ. Cái này mà con cô bác ơi, không hết. Cái gì ăn? Không biết hả? Khỏi bọt đi thông cho em nha chị. Thằng ra chẹo lại đây, con bị bọt. Có gì bà đâu, tiêm lên tiêm mà cái gì đâu bà. Thầy ơi, như đổ. Gì đâu bà. Con ở mà, có thầy mà, đang ở mà. Mà đừng có lấy dây thun cho bà sống không. Rồi. Đi cũng còn đi theo xa lắm, đi xa dữ lắm luôn á, đi tắt biển không, cái nhà bán mì đi, đi đâu đi biết đi xa giá rồi quay bà thì mình tính hơn. Beep, beep, beep.
rồi Nguyên ơi. Mày cho em mày đâu đi. Đây nào.
nè. Tài đi. Ui. Vào đây con. Đâu đâu cũng thật đâu. Alright.
chai đựng nước. Nước chung không? Anh nhanh nhanh đi tao đi nha. Dạ hai nó đợi một xíu thôi luôn. Không không, nói chuyện nha, không có bà già. Có bà già bữa đó. Bật cái ha, vô bật nước riêng hết chung. Rồi đợi em. Nước chung không? Không, nước riêng. Chưa mà ăn. Có ba ba miếng đậu đậu đó. Có đeo ớt không? Đeo ớt là cái không tay đó. Mì này mì chay hay mì mặn? Ăn gì chị? Đánh tôi đi em. Dạ dạ. Ớt không? Quên. Không. Không không, em hỏi bên kia. Không đem về á em ơi. Cho hỏi bên kia. Em về em cái. Em gái miền quê. Rồi đợi em chút xíu thì rồi. Cá chiên cũng ngon quá hôm nay. Cái gì bánh cá không để gì em không?
15 rồi. Thank you.
được ha. Thêm không anh? À. Lấy nước chấm thêm không? À. Cá lớn cha mấy mẹ chừa lắm cha mấy mẹ. À, nó bị khẽ mà, nó bị khẽ mà.
Dạ hả? Má mà đi học á, đi học đường cái nó xỉu quá. Xỉu hả? Cháu hả con? Đi bọc cái nị xã thằng Châu rồi luôn. Rồi cái chị nói sao công chỗ này người ta bán đồ được hả? Mình không đậu quá. Cái chị đậu bán luôn. Hãy subscribe.
15 ngàn. Quay ta đang lên trên mạng á, thấy tôi trên mạng luôn. Bà đi không bóng từ mai kéo sợi hàng quốc đi cô bác ơi. Bà đi không bóng từ mai kéo sợi hàng quốc đi cô bác ơi. Bà đi không bóng từ mai kéo sợi hàng quốc đi cô bác ơi. Của em 30. Bà đi không bóng từ mai kéo sợi này à. Một à, em kêu lấy má ăn xong mì gà nè. Hai. Nãy em kêu lấy bún. Thế gì bà đi không bóng từ mai kéo sợi hàng quốc đi cô bác ơi. Nghe đâu. Bà đi không bóng từ mai kéo sợi hàng quốc đi cô bác ơi. Cái tổng quá trình á. Mày nắm chân quá vậy.
Đâu đây? Ông mẹ mày đi bán đi nói gì? Lại lấy ra bọc trong hai ba cây. Được bán bên chỗ cái cốc cũng lên. Có hai cây đấy, bọc mỗi người hai cây. Ba cái bảy của ai vậy? Bốn cây. Bốn mày hả? Bố mẹ tâm lý vẫn một nhà đồ chơi, bình luận